Madrid sẽ trở thành thủ đô đầu tiên của châu Âu tái đóng cửa vào tối ngày 2 tháng 10 khi 4,8 triệu cư dân thủ đô Tây Ban Nha và 9 thị trấn vệ tinh bị cấm rời khỏi nhà vì Covid tăng mạnh trở lại. Tiệm ăn và quán rượu tại điểm nóng Covid tệ hại nhất châu Âu này sẽ đóng cửa sớm hơn và chỉ đón phân nửa số khách so với sức chứa. Những hạn chế mới bắt đầu từ 10 giờ tối giờ địa phương không gắt gao như lệnh đóng cửa hồi tháng 3 khi mọi người bị cấm rời khỏi nhà. Theo lệnh đóng cửa một phần, mọi người được phép di chuyển bên trong cộng đồng Người đứng đầu ngành y tế khu vực Madrid, ông Enrique Ruiz Escudero, nói tại một cuộc họp báo, nhưng khuyên mọi người không nên đi lại hay làm những việc không tuyệt đối cần thiết. Nổi tiếng vì những sinh hoạt vui chơi ồn ào ban đêm và những làn sóng du khách tham quan, Madrid cũng đang chứng kiến lệnh chế nghiêm các quán rượu và tiệm ăn từ 1 giờ sáng xuống còn 11 giờ tối. Các tiệm ăn vào tập thể dục và cửa hàng bị cắt một nửa sức chứa. Trên 42% giường hồi sức chăm sóc đặc biệt ở Madrid đang dành để phục vụ bệnh nhân Covid. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 2 tháng 10, Tây Ban Nha có 778.607 ca nhiễm COVID cao nhất Tây Âu với 32.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong hàng ngày đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 tới nay, trung bình có 78 người chết một ngày trong tuần rồi. Kỷ lục hồi tháng 3 là gần 900 người chết một ngày.